Việt Nam là một trong những quốc gia có sự đa dạng lớn về hệ chim. Chim Việt Nam là nhóm động vật được biết đến nhiều nhất, chúng dễ quan sát và nhận biết vì phần lớn các loài đều xuất hiện vào ban ngày. Các tiếng hót và tiếng kêu đặc trưng cho từng loài là các đặc điểm quan trọng trong việc phát hiện và nhận biết chúng. Hệ chim của Việt Nam gồm 848 loài, trong đó có 13 loài đặc hữu, 03 loài do con người du nhập và 09 loài hiếm gặp. Bên cạnh số lượng đa dạng, số loài chim ở Việt Nam sẽ có thể tiếp tục tăng vì những loài mới vẫn tiếp tục được phát hiện. Nhiều quần xã khác nhau của chim cư trú và chim di trú gắn liền với các loại môi trường sống và khu vực khác nhau của Việt Nam. Đến nay, môi trường sống quan trọng của chúng ở Việt Nam là các khu rừng thường xanh. Hiện nay, quần thể chim Việt Nam nói chung đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nguy cơ mất môi trường sống, đặc biệt là các khu rừng, bãi cỏ ngày càng biến mất dần do sự gia tăng dân số thúc đẩy việc chiếm đất nông nghiệp và đất xây dựng. Bên cạnh đó, nhu cầu và thói quen sở thích ăn thịt rừng của nhiều người dẫn đến việc săn bắn quá mức đe dọa tuyệt chủng cho nhiều loài chim quý hiếm. Việt Nam cũng đã có một số nỗ lực trong việc bảo vệ sự đa dạng sinh thái bằng cách xác định một số vùng chim đặc hữu và vùng chim quan trọng, tuy nhiên tình hình không mấy khả quan, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong số những loài chim quý thuộc sách đỏ IUCN mang vẻ đẹp dũng mãnh hiếm có, đó là loài chim diều hoa miến điện. Diều hoa miến điện là loài chim chuyên săn và ăn rắn. Vẻ ngoài của chúng gây ấn tượng mạnh vì cái màu đầy dũng mãnh. Năm 2016, sách đỏ IUCN, gọi tắt là sách đỏ, được giám sát bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, đã đưa loài chim diều hoa miến điện vào danh sách đỏ các loài bị đe dọa. Vậy chim diều hoa miến điện có những đặc điểm, phân bố như thế nào trên thế giới? Chim diều hoa miến điện, danh pháp khoa học là Ceylonicella, còn gọi là ó hoa miến điện, là loài chim săn mồi cỡ vừa, khoảng 56-74 cm, thuộc họ ưng Accipiter. Loài chim chuyên ăn rắn này sinh sống chủ yếu tại khắp các khu rừng nhiệt đới ở châu Á. Theo bản đồ phạm vi sinh sống của sách đỏ, chúng sống tại các cánh rừng ở Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc. Các nhà khoa học đã phân chia nhiều phụ loài của chim diều hoa miến điện, trong đó có các loài như Philippines Serpent Eager S. Holopila, Andaman Serpent Eager S. Elgini và Southern Nicobar Serpent Eager S. glossy. Dù có nhiều phụ loài nhưng đặc điểm chung nhất của loài chim săn mồi chuyên ăn rắn này là chúng có cái đầu lớn, trên đỉnh đầu có đoạn lông dài giống như cái mào phía sau, mang lại vẻ dũng mãnh, mạnh mẽ. Một con chim diều hoa miến điện trưởng thành thường có bộ lông màu nâu sẫm là chủ yếu, đuôi màu đen với các đốm sáng ở ngực và bụng. Môi trường sống chủ yếu là rừng, rì rừng, rừng ngập mặn, vườn và công viên. Ngoài việc săn và ăn rắn, loài diều hoa miến điện còn ăn các loài động vật lưỡng cư, cá và động vật có vú. Mùa sinh sản thay đổi tùy theo từng khu vực chúng sinh sống. Diều hoa miến điện làm tổ trong một vùng lãnh thổ quen thuộc từ năm này sang năm khác. Tổ tương đối nhỏ, được lót bằng các cành cây nhỏ, bên trong tổ được lót thêm lá xanh. Tổ được làm trên cây cách mặt đất từ 6-20 m, và những khu vực này thường sẽ gần với nguồn nước. Chim mẹ chỉ đẻ một quả trứng duy nhất. Thời gian ấp trứng kéo dài khoảng 35 ngày và chỉ do một mình chim mẹ ấp. Trong những ngày đầu tiên sau khi nở, chim non được cả hai chim bố mẹ chăm sóc. Thức ăn được mang về chủ yếu bởi chim bố, chim mẹ ở trong tổ hoặc gần khu vực tổ, thỉnh thoảng nó dùng cánh che nắng cho con non. Khi có thức ăn, diều hoa mẹ dùng mỏ xé thành miếng nhỏ mớn cho con non, tuy nhiên sẽ rất nhanh chim non có thể tự ăn mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của chim mẹ. Sau 21 ngày lông vũ bắt đầu mọc, và chúng có thể đứng vững sau khoảng 1 tháng tuổi. Sau 2 tháng tuổi chim non có thể thực hiện chuyến bay đầu tiên ra khỏi tổ. Thời gian này chúng vẫn sẽ phụ thuộc vào chim bố mẹ thêm vài tuần nữa trước khi có cuộc sống tự lập. Hiện nay diều hoa miến điện dễ bị đe dọa do môi trường sống bị xáo trộn ở một số quần thể. Ở Việt Nam chúng được đưa vào danh sách các loài chim bị đe dọa, tuy nhiên tổng quan hiện tại chúng khá phổ biến, tuổi thọ ngoài tự nhiên chưa được biết. Nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, diều hoa miến điện có thể sống đến tận 50 năm.